tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,51%. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hơn 829 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đến tháng 5 năm 2020 ước đạt 44,16 triệu đồng. Cuối năm 2016, xã Cam Thành được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo kinh tế xã hội chuyển biến tích cực với kết cấu cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang và kiên cố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng các ngành nghề sản xuất, tiêu thụ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Những thành tích này đã tạo dấu ấn cho một nhiệm kỳ thành công, tiếp thêm động lực, quyết tâm cho Đảng bộ xã Cam Thành tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng địa phương phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong điều kiện khó khăn bởi sự tác động của thiên tai, dịch bệnh, giá cả thị trường các mặt hàng nông sản thấp không ổn định, giá cả vật tư, hàng tiêu dùng cao làm ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý của nhân dân. Nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cam Thành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng của nghị quyết Đại hội đề ra. Xác định nông nghiệp vẫn là thế mạnh. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Cam Thành đã có nhiều chủ trương chính sách giúp nhân dân khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trên cơ sở từ đặc điểm lợi thế của từng vùng, từng địa phương cùng với việc quy hoạch và chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở mỗi vùng. Những năm qua, các loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp dần dần được loại bỏ, thay vào đó là những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cao su, lạc, cây ăn quả. Đặc biệt với cây lạc, mấy năm trở lại đây, nhiều bà con nông dân đầu tư phát triển theo hướng thâm canh, trồng lạc thích ứng với biến đổi khí hậu, liên doanh liên kết giữa bốn nhà từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, nên năng suất sản lượng không ngừng tăng lên, giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích được nâng cao. Riêng năng suất lạc phủ bạt ni lông đạt 26 đến 28 tạ trên 1 hecta. Cùng với đó, trong những năm trở lại đây, một số loại cây trồng mới cũng được bà con nông dân đưa vào trong thử nghiệm thành công và được nhân rộng. Trong đó phải kể đến như mô hình trồng cây dâu tằm lấy quả làm rượu và nước giải khát, mô hình trồng cây sầu riêng ở Tân Phú, mở ra hướng làm ăn mới cho người nông dân. Bức tranh kinh tế của xã Cam Thành hôm nay đã khởi sắc nhờ vào lối tư duy kinh tế năng động, dám nghĩ dám làm bằng việc mở mang phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng thâm canh. Nhiều hộ gia đình ở đây đã lấy chăn nuôi làm mũi đột phá trong cung cách làm ăn của mình. Điều đáng ghi nhận trong phong trào chăn nuôi là các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp, thâm canh ngày càng phát triển. Các mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại ngày càng nhiều. Gia đình anh Đào Văn Long, chị Trần Thị Lan ở thôn Cam Phú đã mạnh dạn đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng chuồng trại để nuôi gà theo phương thức gia công cho công ty chăn nuôi CP. Đây là phương thức liên kết nuôi mới. Theo đó, người nông dân chỉ đầu tư chuồng trại, hạ tầng và quản lý cho ăn hàng ngày, còn phía công ty đầu tư con giống, thức ăn, quy trình kỹ thuật và đầu ra sản phẩm. Hiện tại mỗi năm trang trại của chị Lan nuôi khoảng 100.000 con gà. Gà nuôi theo phương thức này chỉ trong thời gian 2,5 tháng là xuất bán. Theo chị Lan cho biết, trong năm đầu tiên liên kết chăn nuôi gà, gia đình chị đạt thu nhập khoảng 1,8 tỷ đồng. Cho ăn hàng ngày là có như công nhân chúng tôi là chăm sóc thật kỹ đó, là chăm sóc từ A đến Z, là cái gì cũng có bác sĩ nó chỉ huy hết. Công nhân chúng tôi chỉ thực hiện là theo của bác sĩ thôi, làm cho đúng kỹ thuật của bác sĩ thôi. Một năm là công ty mình cứ 3 trại, một trại là 17.000 đến 18.000 con. Đầu ra là công ty là lo hết. Cùng với chăn nuôi gia súc, gia cầm, thời gian gần đây trên địa bàn xã Cam Thành, nhiều hộ gia đình còn chuyển hướng sang mô hình nuôi dê. Đây là hướng đi mới phù hợp với tiềm năng lợi thế ở vùng Gò Đồi, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Ngoài trồng rừng, cao su để nâng cao thu nhập, hai năm nay gia đình anh Bùi Văn Tiến ở thôn Cam Phú còn đầu tư chuồng trại để phát triển thêm mô hình nuôi dê. Ban đầu do còn hạn chế về nguồn vốn, kinh nghiệm nuôi dê chưa có nên anh chỉ nuôi 8 con dê cái sinh sản. Vừa nuôi vừa học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ thuật về chăm sóc phòng bệnh qua sách báo, mạng internet,
Sau gần 2 năm, từ 8 nái sinh sản, nay đàn dê của anh Tiến đã tăng lên trên 40 con. Ưu điểm ở đây thì là về cái đồng cỏ này. Thứ nhất là đồng cỏ là nó thuận tiện rộng rãi, nó có nguồn nước, có khe, nó có nguồn nước, nó thuận tiện cho chăn nuôi dê cừu. Thế nhưng mà nên là thành ra tôi phát triển muốn chăn nuôi thêm dê. Đầu ra thì là cung đủ cầu thoải mái. Góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo kinh tế ở Cam Thành là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Với lợi thế có đường chính nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua, cùng với tiềm năng về khai thác và chế biến vật liệu xây dựng là cơ sở để phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Hiện tại, trên địa bàn đã có cụm công nghiệp với quy mô 25,5 ha khu vực Tân Định và Tân Trang. Đã có 17 doanh nghiệp đi vào hoạt động, 3 doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hút lao động khoảng 647 người tại cụm công nghiệp. Dọc trên tuyến quốc lộ 9, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư mở mang các loại hình dịch vụ như mua bán sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, sửa chữa cơ khí, gò hàn, may mặc, dịch vụ vận tải, điện tử, dịch vụ ăn uống với 423 hộ tham gia. Giá trị từ ngành nghề thương mại dịch vụ đạt 146,39 tỷ đồng và công nghiệp xây dựng đạt 94,76 tỷ đồng trong tổng thu nhập của xã. Một trong những dấu ấn không thể không nhắc đến trong nhiệm kỳ qua là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ đã chủ trọng lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tập trung ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, gắn việc tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến các khu dân cư. Cả hệ thống chính trị đã thực sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, làm tốt công tác lãnh đạo, định hướng, vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới từ năm 2015 đến nay đạt 73,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước 17,35 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 19,2 tỷ đồng. Đến cuối năm 2016, xã đã đạt 19 trên 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hai khu dân cư được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Khi xây dựng, chúng tôi cảm thấy đã khó rồi, nhưng trong cả quá trình từ nay đến chúng tôi để duy trì được cái vấn đề này còn khó hơn nữa. Nhưng chúng tôi là người dân, chúng tôi vẫn quyết tâm đồng lòng đồng sức để là cùng với lãnh đạo của ban thôn là xây dựng coi là thôn ngày càng khang trang hơn, đẹp đẽ hơn. Đối với gì khi mà chúng tôi bắt đầu là nhận được cái danh hiệu là nông thôn kiểu mẫu này. Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có sự phát triển khá toàn diện. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện và ngày càng phong phú. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu. Giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ huy động học sinh 100% vượt chỉ tiêu đề ra. Duy trì học sinh các cấp đạt 99,8%. 4 trên 4 trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1. 3 trên 4 trường đạt trường học kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2. Công tác phối hợp giữa nhà trường và xã hội trong quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục luôn được thực hiện tốt. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, trạm y tế được tập trung đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng, không để xảy ra dịch trên địa bàn. Các chính sách an sinh xã hội chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo được duy trì và mang lại hiệu quả thiết thực. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững gắn với giải quyết việc làm được triển khai tích cực, đạt hiệu quả cao. Tập trung chỉ đạo và thực hiện việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, đồng thời khuyến khích đẩy mạnh tìm kiếm việc làm trong nước và xuất khẩu lao động. Những thành quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Cam Thành là minh chứng, là kết quả trực tiếp cho vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cùng với những chủ trương đúng đắn, sáng tạo của tập thể đảng bộ xã. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy xã đã đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng các cấp đến 100% cán bộ đảng viên. Trong đó, việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12
và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên, liên tục, lấy kết quả thực hiện làm thước đo, tiêu chí đánh giá cán bộ đảng viên, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp được 41 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ đến nay là 332 đồng chí. Đặc biệt là việc kết nạp đảng viên tại thôn Phước Tuyền được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Kết quả đã xóa được chi bộ ghép Tân Đình Phước Tuyền, thành lập mới chi bộ Phước Tuyền. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được coi trọng. Các chi bộ đã chú trọng nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt mở rộng, chất lượng ban hành nghị quyết, chương trình kế hoạch để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ được nâng lên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò nòng cốt, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên được thể hiện rõ nét hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Cam Thành hôm nay khoác trên mình chiếc áo mới với những đổi thay toàn diện về cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đây chính là động lực để Đảng bộ xã Cam Thành vững bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng giữ vững nhịp độ tăng trưởng cùng hòa nhập với sự phát triển của huyện nhà. Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu của sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Với quyết tâm đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cam Thành tiếp tục phấn đấu thực hiện mọi mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đưa quê hương Cam Thành phát triển lên một tầm cao mới.